Chúa hôm nay con tự tin.
lòng con thấp lại, Chúa ơi cho con, con cầu xin. Đã bao lần con đến với này, con xin Cha giải cứu gia đình con. Vẫn biết mãi con chân lấp giữa cuộc đời và không tin Ngài Chúa. Nguyện xin Chúa cứu gia đình con, nguyện xin Chúa ban ơn phước cho con, để cha mẹ của con được biết đến Ngài qua đời sống con. Ngày mai đây khi Đức Giêsu đến, mẹ ở đâu, cha ơi ở nơi đâu, nước mắt con ngày nào cũng rơi mỗi khi đến gia Yeah.